Hoàng Hương rất vui được gặp lại quý vị khán giả trong chương trình Di sản Việt Nam. Thưa quý vị khán giả, những người làm chương trình chúng tôi luôn mong muốn chương trình Di sản Việt Nam sẽ là một điểm hẹn ý nghĩa, giúp quý vị tìm được những giá trị lịch sử, văn hóa đáng quý được lưu giữ từ ngàn đời của dân tộc. Những giá trị đó là gì? Chúng ta sẽ cùng khám phá dần qua các chuyên mục của chương trình. Nhưng trước tiên, hãy cùng chúng tôi điểm lại các tin tức đáng chú ý qua chuyên mục Dòng chảy Di sản ngay sau đây. Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch vừa ban hành quyết định số 1200 cho phép Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long Hà Nội phối hợp với Viện Khảo cổ học khai quật tại vị trí dự kiến xây dựng đền thờ Ngô Quyền thuộc di tích quốc gia đặc biệt Cổ Loa, xã Cổ Loa, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội từ ngày 27 tháng 5 năm 2022 đến ngày 25 tháng 8 năm 2022 trên diện tích 100 m², gồm 10 hố, 10 m² một hố. Chủ trì khai quật là ông Trịnh Hoàng Hiệp, Viện Khảo cổ học. Đề xuất xây dựng đền thờ Ngô Quyền được các nhà khoa học đưa ra từ đợt kỷ niệm 1010 năm Thăng Long Hà Nội nhằm tôn vinh những công lao, chiến công hiển hách của vị anh hùng dân tộc, nhân vật có tầm quan trọng đặc biệt trong lịch sử dựng nước và giữ nước. Đặc biệt hơn, Cổ Loa chính là nơi ông xưng vương, vì vậy việc xây đền thờ Ngô Quyền tại đây được nhiều nhà khoa học đánh giá là xứng đáng và cần thiết. Sau hơn 2 năm không tổ chức được vì ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, năm nay, ngày hội hái quả đã được tổ chức tại thung lũng Mận Hậu Nà Ca, rộng hàng trăm hecta thuộc huyện Mộc Châu. Đây là sự kiện được mong chờ nhất trong năm, thu hút hàng nghìn người từ khắp mọi miền đất nước đổ về đây để tham dự. Đợt đầu tiên là đội thi và mừng sang tham dự hái mận Nà Ca thì đội tuyển em rất vui mừng ạ. Quảng bá về du lịch của mừng sang, về thác Đại Yếm đến du khách gần xa để đời sống của nhân dân được tốt đẹp hơn ạ. Tôi đến đây rất nhiều lần, nhưng đây là lần đầu tiên tôi được tham dự vào ngày hội hái quả. Đến với ngày hội tôi rất vui khi được tham gia, trải nghiệm vào các trò chơi, được hòa mình vào cùng hái mận với bà con ở nơi đây. Thông qua ngày hội hái quả Mận Hậu Mộc Châu năm 2022, du khách còn được tham quan, tìm hiểu những nét văn hóa đặc sắc của các dân tộc Mộc Châu, những tinh hoa trong nghệ thuật ẩm thực nơi đây và có cơ hội tìm hiểu những giá trị di sản đặc sắc của bà con dân tộc nơi vùng cao này. Thưa quý vị khán giả, nhắc đến các giá trị di sản thì khái niệm cây di sản có lẽ cũng không còn xa lạ với nhiều người. Tuy nhiên, cây di sản có giá trị như thế nào trong tiến trình lịch sử của đất nước ta từ cổ tới nay, có giá trị như thế nào trong việc hình thành, gìn giữ các giá trị văn hóa đặc trưng vùng miền của dân tộc, có giá trị như thế nào trong quá trình bảo vệ những giá trị của tự nhiên ban tặng thì không phải ai cũng nắm rõ. Và trong chuyên mục Câu chuyện di sản tuần này, chúng tôi đã mời tới trường quay tiến sĩ Trần Văn Miều, Phó Chủ tịch Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam. Kính chào khán giả của Đài Truyền hình Quốc hội. Xin kính chào MC Hoàng Hương. Trước tiên thì xin mời khách mời cùng quý vị khán giả theo dõi phần phóng sự ngay sau đây. Nằm trên một ngọn đồi ngay gần trung tâm thành phố Việt Trì, Phú Thọ, đền Thiên Cổ, thôn Hương Lan, xã Trưng Vương có thể được coi là bằng chứng về lịch sử văn hóa giáo dục và văn minh thời Lạc Việt. Theo sử sách ghi lại, ngôi đền này thờ thầy giáo Vũ Thê Lang và vợ là bà Nguyễn Thị Thục từ thời Hùng Vương. Tuy nhiên, bên cạnh những giá trị về lịch sử giáo dục của dân tộc, du khách tới với ngôi đền còn đặc biệt ấn tượng bởi cụm hai cây táo được trồng hai bên đền. Trong đó, cây táo trắng với tuổi đời hơn 2.200 năm đã được công nhận là cây di sản từ năm 2012, vẫn thường được người dân trong thôn xưng hô rất trân trọng, cụ táo trắng. Hai cây táo này chính là đền thờ của hai sư phụ Vũ Thế Lang và Nguyễn Thị Thục, được nhân dân của làng Hương trồng sau khi các cụ mất và xây đền thờ cho hai cụ. Hai cây táo là di tích lịch sử để cho mọi người đến để tham quan, làm cái noi gương sau này cho con cháu học tập, đến để nhìn hai cái táo là được cổ thụ từ đời xưa đến nay để lại. Theo chia sẻ của các cụ thủ từ đền Thiên Cổ, cụ táo trắng này được người dân trong thôn ví như một chứng nhân thiên cổ của lịch sử, như một biểu tượng của sự nghiệp học hành, phát triển của các thế hệ tương lai. Hai cây táo này thì là rất là linh thiêng. Khi mà các cháu cho học sinh từ tháng 4 cho đến tháng 9 thì là hai cây táo này đã bắt đầu nở hoa để đón mùa thi cử của các cháu. Cho đến hết ngày vào năm học thì là cây táo này mới hết hoa
Nhưng mà rộ nhất là mùa thi này, cánh hoa là rơi xuống như là thóc phơi ở giữa sân. Cũng nằm trong khuôn viên của một địa điểm di tích lịch sử, cụm 83 cây di sản giống lim xanh này được người dân xung quanh khu vực Đền Và, thị xã Sơn Tây, huyện Sóc Sơn rất trân trọng và gìn giữ. Cái rừng lim xanh là biểu tượng của Đền Và. Và tất cả mọi du khách thập phương các nơi khi đến đây thì đều rất là thích thú cái quần thể lim xanh tại đây. Thế mà nhân dân địa phương ở đây thì cũng rất coi trọng. Đấy, các chị thấy hoàn toàn ở đây không có chuyện là người dân đi vào để chặt hay là để làm những cái gì là để ảnh hưởng đến cái khu vực rừng lim này. Mà người ta rất là có ý thức để bảo vệ, không để cho là kẻ gian, kẻ trộm và chặt trộm hay là để hủy hoại những cái cây ở đây. Cho đến thời điểm hiện tại, Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam đã công nhận hơn 6.000 cây di sản trên khắp cả nước. Việc công nhận cây di sản không chỉ góp phần gìn giữ nguồn gen quý hiếm, bảo vệ môi trường thiên nhiên tại địa phương mà còn có ý nghĩa rất lớn trong việc xây dựng truyền thống văn hóa lịch sử nơi sở hữu cây di sản. Một trong phong trào có sức lan tỏa thấm vào lòng dân là phong trào bảo tồn cây di sản, tôn vinh cây di sản, tức là tôn vinh những giá trị nhân văn rất sâu sắc của quê hương mình. Tôi đi làm 10 năm nay với chương trình này, tôi rất cảm động. Là mỗi một lần tôn vinh cây di sản Việt Nam là một lần khơi dậy ý thức tự hào quê hương, là một lần mà ý thức bảo vệ môi trường của cộng đồng rất là lên một bước mới trong cái ngày tôn vinh đó. Từ cụ già cho đến cháu nhỏ, nó như là ngày mừng thọ các cụ, như ngày lễ làng, hội làng vậy. Mặc dù là danh hiệu của một tổ chức hội, tuy nhiên không thể phủ nhận trong suốt 12 năm thực hiện, phong trào bảo tồn cây di sản đã tạo ra được cả về mặt hiệu ứng lẫn hiệu quả rất lớn. Và chỉ đơn cử nhìn vào rừng lim xanh tại Đền Và, nếu không phải là di sản được tôn vinh, được bảo vệ, thì có lẽ cụm lim xanh này đã biến mất từ lâu, khi mà giờ nước ta đã phải nhập khẩu giống lim từ tận Nam Phi để đáp ứng nhu cầu sử dụng. Vâng, thưa tiến sĩ Trần Văn Miều, cây di sản là một danh hiệu của Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam khởi xướng từ năm 2010. Với tư cách là hội thì danh hiệu cây di sản có những điểm gì giống và khác so với những danh hiệu di sản của nhà nước ạ? Tôi cho rằng là năm 2010 là một cái mốc lịch sử của hội chúng tôi. Vì năm ấy là năm chúng ta kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long Hà Nội. Cái thứ hai nữa là năm ấy là năm đa dạng sinh học của thế giới. Do vậy mà Hội Bảo vệ Thiên nhiên Môi trường Việt Nam đã đưa ra một cái sáng kiến cộng đồng để giúp cho cộng đồng nhận biết, thế và tìm hiểu, thế và làm những cái hồ sơ cần thiết để mình công nhận cái cây di sản của trên đất nước của chúng ta, là một trong những cái nó đa dạng, đảm bảo cái tính đa dạng sinh học rất phong phú của Việt Nam của mình. Do vậy mà chúng tôi nghĩ là cái việc mà vinh danh cây di sản Việt Nam ấy, nó có những cái điểm, nó cũng như là di sản nói chung, nhưng mà nó lại có một cái khác, đấy chính là nó là cây. Mà cây bao giờ nó cũng gắn bó với con người của chúng ta. Cây nó có tình cảm với con người và con người cũng có tình cảm với cây. Giữa con người với lại cây xanh là nó đã có gắn bó từ lâu đời đối với lại đất nước chúng ta cũng như là trên thế giới. Dạ vâng ạ, cho đến thời điểm này thì danh hiệu cây di sản đã duy trì và phát huy được 12 năm. Để được công nhận là cây di sản thì các loài thực vật phải đạt được những cái điều kiện như thế nào ạ? Năm 2010 ấy, thì bắt đầu là chúng tôi công nhận 7 cây muỗm ở đền thờ Voi Phục của Hà Nội. Đây là 7 cây đầu tiên, gọi là 7 cây đầu tiên của cây di sản Việt Nam. Thế thì chúng tôi đưa ra một cái tiêu chí, tức là cây do con người trồng. Cái thứ hai là cây trong tự nhiên. Thế thì đối với cây trong tự nhiên ấy, thì là đảm bảo 150 tuổi. Cái thứ hai là cây do con người của chúng ta trồng thì đảm bảo 100 tuổi. Thế vì sao mà chúng tôi lại lấy cái tuổi ấy? Vì cái tuổi ấy là các cụ thụ mộc, thì coi như đấy là các cây nó đã đảm bảo được cái tính tự nhiên của nó. Cái thứ hai nữa là chúng tôi cũng có cái cách để mà tính tuổi của cây. Thí dụ như là theo khoa học thì phải khoan vào để tính tuổi cây, hoặc là theo những cái truyền thuyết, hoặc là theo những cái truyền thống, hoặc theo những tập tục của địa phương, hoặc là nó gắn với lại những cái công trình kiến trúc, cảnh quan kiến trúc ấy. Thì trên cơ sở đó thì chúng tôi tìm hiểu, và tìm hiểu từ địa phương cho đến cộng đồng, và sau đó thì mình công nhận những cái cây nào do tự nhiên thì là phải đạt được 150 tuổi, còn cây nào mà do con người trồng thì phải đạt được 100 tuổi. Dạ thưa tiến sĩ, thì với vòng đời cả trăm năm, thậm chí là hàng ngàn năm, thì có lẽ nhiều cây di sản có thể coi là những nhân chứng lịch sử, biểu tượng lịch sử, hay thậm chí là biểu tượng cho một giá trị văn hóa nào đó tại địa phương.
Điều này có đúng không ạ? 12 năm thì Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam cùng với lại các hội của các tỉnh thành cũng như là cộng đồng dân cư thì đã phát hiện và vinh danh trên 6.000 cây di sản thuộc 120 loài khác nhau. Thế và ở hầu như tất cả các tỉnh, trong đó có nhiều cây mà chúng tôi nói nó là gần như là cột mốc của đất nước của chúng mình. Ví dụ cây sấu ở trên Cao Bằng, nó giữa biên giới của Việt Nam và Trung Quốc, hoặc là ba cây phong ba, mù u và cây bằng vuông ở ngoài đảo Trường Sa, hoặc là hai cây ở trên đảo Lý Sơn, hoặc là quần thể cây đa ở trên đảo Dấu của Hải Phòng. Thì tất cả những cái đó là nó gắn bó với lại những cái lịch sử, cái truyền thống của chúng ta. Có nhiều cây thì chúng tôi qua tìm hiểu cộng đồng thì thấy rằng là nó rất gắn bó. Thí dụ này, cây ấy lại là cắm cờ của Đảng Cộng sản Việt Nam, hoặc là cây ấy lại là cái nơi mà là gửi giữ những cái thư bí mật giữa các đồng chí cán bộ cộng sản để gửi cho nhau, hoặc là cây ấy là cái cây tiễn đưa thanh niên của chúng ta lên đường nhập ngũ. Thì nói chung là cây nào nó cũng có một cái giá trị văn hóa, giá trị lịch sử nhất định mà cộng đồng người ta tôn vinh và người ta cần giữ gìn. Thưa quý vị khán giả, như chúng ta đã biết, thực vật có sự sống và sự sống đó có thể trường tồn nhưng cũng có thể mất nhanh chóng nếu thực vật không còn nguồn cung cấp dinh dưỡng. Trên thực tế, thời gian qua, nhiều địa phương đã gặp tình trạng cây di sản biến thành cành khô, củi khô chỉ sau một vài năm được công nhận danh hiệu. Bảo tồn cây di sản như thế nào sau danh hiệu đang trở thành vấn đề cần xem xét. Những cột chống này chính là giải pháp tạm thời được người dân thôn Hương Lãng, xã Trưng Vương, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ sử dụng để ngăn chặn việc đổ gãy của cụ Tàu Trắng tại đền Thiên Cổ. Với tuổi thọ lên tới hơn 2.200 năm, cụ Tàu Trắng này cũng dần bị thời gian, thiên nhiên bào mòn sự sống. Gần đây thì chúng tôi lại phát hiện ra là một nửa thân, tức là nó có bị rạn nứt, tức là một bên thì khô, một bên thì tươi. Nên là nó bị rạn nứt thì chúng tôi cũng có báo cáo với thành phố, báo cáo xã, rồi xã báo cáo thành phố, mong muốn rằng là có cái sự can thiệp. Nhưng đồng thời thì về phía địa phương của chúng ta, ở tôi đây thì là nghiên cứu là sử dụng ba cái cây chống này để chống đỡ, là khi mà có cái sự cố thì về cái cành mà nó càng sum suê, nó nặng lá rồi lại mưa to, mưa bão nữa thì nó sợ nó sự cố nó bị toạc ra. Cho nên là chúng tôi đã làm một cái neo chống để giữ cho cái việc nó được đảm bảo. Cũng theo chia sẻ của các cụ thủ từ, từ năm 2014, cụ Táo Bạc này cũng đã phải trải qua một cơn thập tử nhất sinh. Chỉ khi các nhà khoa học vào cuộc tìm các giải pháp cứu chữa thì cây táo mới được phục hồi một phần. Trước kia nó sung xuê, thế bây giờ thì sau thời gian là nó dần đang chết dần. Do nhiều yếu tố khách quan chủ quan và chỉ còn có một cành duy nhất, chúng tôi rất lo. Và vì thế trên ngày 31 tháng 5 này, chúng tôi phải làm một cái hội thảo mời tất cả các nhà khoa học chuyên ngành, khoảng hơn 20 nhà khoa học từ trung ương địa phương, mở hội thảo tại đền Thiên Cổ Miếu và tìm một cái giải pháp khoa học để chăm sóc, kéo dài tuổi thọ cây táo cổ. Chúng tôi chỉ muốn hy vọng kéo dài thôi, chứ vì cũng quá già rồi. Tình trạng các cụm cây chết dần chết mòn cũng đang diễn ra tại cụm cây di sản, lim xanh, khu vực đền Và. Trên thực tế thì khi được công nhận, cụm có 87 cây, nhưng hiện giờ chỉ còn 83 cây. Những cụm cây thân cứ dần dần mục rũa bên trong như thế này, và nếu không được chăm sóc thường xuyên thì sẽ đến một ngày hệ thống cây di sản quý giá này cũng sẽ biến mất. Trên cơ sở là cái hồ sơ quản lý cây di sản thì chúng tôi cũng đã mời Trường Đại học Lâm nghiệp, rồi Viện Nghiên cứu Lâm nghiệp về khảo sát đánh giá tình trạng của từng cây, về mức độ thiếu hụt dinh dưỡng, mức độ sâu bệnh của từng cây, về sức khỏe của từng cây, có nghĩa là mỗi một cây có một cái hồ sơ sức khỏe riêng để từ đó là có cái phương pháp là bổ sung chất dinh dưỡng hay là phòng chống cho cây, đảm bảo cho cây được sinh trưởng và phát triển. Bởi vì thực tế là những cái cây ở đây các anh các chị cũng thấy là qua thời gian nhiều thì nó cũng bị rỗng thân, rỗng giữa hay là bị sâu bệnh nó ăn. Thế mà thực tế mà đền Và của chúng tôi mà không còn cái rừng lim xanh thì sẽ chắc là đền Và không còn được nổi tiếng nữa. Thực
Thực trạng cây di sản chết dần chết mòn không phải là chuyện hiếm như cụm 9 cây muỗng đền Voi Phục Hà Nội giờ chỉ còn 5 hay hàng loạt cây di sản bị chết khô sau vinh danh tại tỉnh Thanh Hóa. Bên cạnh những nguyên nhân khách quan do vòng đời, do tác động của thiên nhiên thì cũng không ít trường hợp do thiếu phương pháp, thiếu sự hướng dẫn và thiếu cả trách nhiệm trong chăm sóc cây di sản. Đây là những tồn tại khó có thể giải quyết được khi việc bảo tồn cây di sản chủ yếu phụ thuộc vào ý chí của chính quyền cũng như của cộng đồng tại địa phương. Dạ thưa tiến sĩ, ông có thể chia sẻ kỹ hơn về những bất cập hiện nay trong quá trình gìn giữ cây di sản trong hơn 10 năm qua. Khi được công nhận thì bao giờ cộng đồng ấy người ta cũng thành lập một cái tiểu ban gọi là tiểu ban bảo vệ cây di sản tại cộng đồng. Mà cái tiểu ban ấy họ hoạt động là tự nguyện, một cách tình nguyện chứ không có một cách gì của địa phương phải cung cấp kinh phí hoặc cung cấp các thứ này cho người ta cả. Thế thì trong quá trình ấy thì các cây di sản thì chúng tôi đã theo dõi và chúng tôi gần như là kết nối cái cây di sản của đất nước chúng mình lại với nhau. Thế và có theo dõi là cái tình hình sức khỏe, vì nó cũng như là quy luật sinh lão bệnh tử. Thì các cụ đã già trên 100 tuổi hoặc có cụ là như là cụ Táu ở Việt Trì là 2100 tuổi, hay là có những cụ thì cao niên nữa, thì rất khoát là các cụ cũng có những cái là nó giảm sút về mặt sức khỏe. Thế do từ cái việc ấy thì chúng tôi thấy là cộng đồng người ta đã cử ra một cái ban bảo vệ như thế. Thế thì người ta chăm sóc, người ta tỉa cành, những cái cành khô, hoặc là người ta bắt sâu, hoặc là người ta tưới, hoặc là người ta có những cái mà người ta có thể dùng phân vi sinh để người ta bón cho cây. Thì đấy là những cái mà mặt tốt. Nhưng bên cạnh những mặt ấy thì cũng còn một vài cộng đồng mà chúng tôi theo dõi thì thấy cái chung ấy, thì phần lớn là mình đã vinh danh cây di sản thì bao giờ cũng xây lại thành một cái bồn, tức là đá cứng hoặc là gạch rồi xi măng, có nơi là đổ cả xi măng lên. Thì như thế là làm cho cái hơi thở của các cụ cây ấy, các cụ thụ mộc ấy, bao giờ là nó cũng bị hạn chế. Cái thứ hai là nước nó không thoát được. Thế và khi mà thở không thở được, nước không thoát được thì gần như là chúng ta đã gây ra một cái ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe của các cụ. Hiện nay một số địa phương đã chủ động nghiên cứu và đưa ra các đề tài khoa học để bảo tồn cây di sản ở địa phương mình. Ông đánh giá như thế nào về công tác bảo tồn cây di sản ở các địa phương hiện nay ạ? Tôi thấy là rất mừng, bởi vì này, mình từ cộng đồng, mà cái gì xuất phát từ cộng đồng, do cộng đồng, vì cộng đồng ấy, thì người ta đều có những cái, người ta đưa ra được những giải pháp tự quản. Thế và cái phong trào tự quản ấy nó rất là quan trọng, bởi vì nó mang tính tại chỗ. Thế và do cái cộng đồng dân cư ấy, người ta tự lo liệu và người ta tự làm mọi cái việc để người ta bảo tồn cái di sản Việt Nam. Thế nhưng mà trong quá trình ấy thì cộng đồng dân cư người ta thiếu một cái kỹ năng về bảo tồn hoặc là thiếu kiến thức về bảo tồn cây. Thế thì rõ ràng là phải có những cái đề tài nghiên cứu ở cấp tỉnh hoặc ở cấp trung ương để làm sao chúng ta đưa ra được những cái loại hình như thế nào đó để mà bảo vệ cây cho nó tốt hơn. Tôi lấy thí dụ chăm sóc. Không phải là cây nào anh cũng đưa ra một cái loại phân như nhau, hay là cây nào anh cũng dùng những cái loại thuốc bảo vệ thực vật như nhau, hoặc là cây nào anh cũng dùng những cái biện pháp mà cộng đồng ở đấy người ta sử dụng như nhau. Do vậy mà có lẽ là từng loại cây và tùy theo cái sức khỏe của từng loại cây ấy mà mình đưa ra những giải pháp khác nhau. Và muốn đưa ra những giải pháp mà nó có tính khả thi thì chắc chắn là mình phải nghiên cứu một cách bài bản, và từ đó thì mình sẽ đưa ra được những cái giải pháp tốt hơn để bảo vệ cây di sản của chúng ta. Xuất phát từ danh hiệu của hội, nhưng suốt 12 năm qua thì cây di sản cũng đã phát huy được giá trị của mình. Tuy nhiên để cây di sản có thể tồn tại lâu dài thì theo ông chúng ta cần phải có những cái giải pháp đồng bộ như thế nào ạ? Tôi cho rằng là có lẽ là trước hết mình phải làm công tác truyền thông. Mà tôi cũng xin là thay mặt Hội Bảo vệ Thiên nhiên Môi trường Việt Nam rất là cảm ơn đài truyền hình của Quốc hội. Thế và cùng với một số cái phương tiện thông tin đại chúng khác thì cũng đã bắt đầu quan tâm đến cái việc mà cây di sản Việt Nam. Thế thì tôi cho rằng là cái công tác truyền thông đấy là công tác đi đầu. Thế và từ cái truyền thông ấy, bao giờ cái nhận thức của người ta mà nó được thông, được hiểu, được biết thì người ta cũng sẽ có cái tình yêu. Và khi đã có tình yêu rồi thì người ta sẽ có trách nhiệm để bảo tồn cái cây di sản ấy được tốt hơn. Đấy là cái giải pháp thứ nhất. Cái giải pháp thứ hai thì tôi cho rằng là cộng đồng người ta phải chung tay. Thế chúng tôi thì có một cái đội xe, tức là đạp xe kết nối cây di sản Việt Nam, tức là từ địa phương này đến địa phương khác, mà là toàn những cụ là cựu chiến binh, cũng là trên 60 tuổi, 70 tuổi, có cụ 80 tuổi, nhưng mà cũng đạp xe đến từ cây di sản
để anh tuyên truyền, để anh giới thiệu cái phương pháp bảo vệ cây như thế nào, thì tôi cho rằng là cái kết nối cây di sản là nó có ý nghĩa không chỉ là ý nghĩa về mặt kỹ thuật, mà nó còn có ý nghĩa về mặt giao lưu, hai nữa là nó có ý nghĩa về mặt tức là trao đổi kinh nghiệm, mà cái kinh nghiệm của bản địa nơi này với nơi kia, thì tôi cho rằng cái kinh nghiệm bản địa rất là tốt, thì nó sẽ giúp cho chúng ta bảo vệ cây được tốt hơn. Cái thứ ba nữa thì có lẽ là đối với hội của chúng tôi ấy, thì cũng phải tiếp tục đưa ra được những cái giải pháp kỹ thuật, phải có những cái cuốn cẩm nang để hướng dẫn cộng đồng dân cư tham gia bảo vệ môi trường. Và cái cuối cùng thì tôi cho rằng là có lẽ là nhà nước hay là bộ, đặc biệt là Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cần có những cái hình thức nhất định để mà khuyến khích những cái cộng đồng ấy. Có lẽ đấy là chính sách, mà chính sách ấy là chính sách lâu dài. Bởi vì này, các cụ mình tổng kết rồi, thụ mộc là nó là vấn đề rất là quan trọng. Thế và cây nó đã gắn bó với chúng ta, mà chúng ta lại có trách nhiệm với cây, thì rõ ràng là giữa con người với cây xanh thì nó sẽ có một cái hài hòa trong cuộc sống xã hội cũng như là cuộc sống của tự nhiên. Và làm được như thế thì tôi tin tưởng là cây di sản Việt Nam ngày càng phát triển, và nó sẽ góp phần vào cái tình yêu thiên nhiên cũng như giáo dục cái tinh thần yêu quê hương, yêu đất nước của thế hệ trẻ của chúng ta, để tiếp nối cha anh cũng như là cái truyền thống yêu cây xanh của các cụ xưa của chúng mình. Vâng, xin cảm ơn những chia sẻ của tiến sĩ Trần Văn Miểu. Hy vọng rằng trong thời gian tới thì Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam sẽ tiếp tục phát huy được danh hiệu cây di sản để phát huy được những giá trị về văn hóa, lịch sử và đất nước con người Việt Nam. Rất là cảm ơn. Thưa quý vị và các bạn, sư tử đá hay tượng ông Sấm là hiện vật điêu khắc đá mang đậm dấu ấn nghệ thuật kiến trúc thời Lý. Một số tượng vật ông Sấm đã được tìm thấy và lưu giữ tại một số chùa như chùa Bà Tấm, chùa Phật Tích hay chùa Hương Lãng. Đặc biệt khi đến với chùa Hương Lãng của tỉnh Hưng Yên, du khách có thể chiêm ngưỡng hiện vật tượng ông Sấm rất độc đáo. Không chỉ mang dấu ấn riêng về kiến trúc điêu khắc đá, mà hiện vật này còn có những dấu ấn lịch sử đặc biệt. Hiện vật tượng sư tử đá chùa Hưng Lãng cũng được công nhận là bảo vật quốc gia năm 2020. Tương truyền, chùa Hưng Lãng được Nguyên Phi Ỷ Lan xây dựng vào thời nhà Lý khoảng năm 1115. Đây được đánh giá là một trong những ngôi tự cổ nhất Việt Nam. Sau những lần khảo cứu tại nền móng cũ của chùa, các nhà khoa học đã tìm được rất nhiều di vật cấu kiện các hạng mục kiến trúc cũ bằng đá quý hiếm. Nổi bật trong đó là tượng sư tử đá, hay còn gọi là tượng ông Sấm, được đặt ở hậu cung của chùa. Cái nét đặc biệt của ông Sấm ở trong chùa ông Sấm đây là được tạc từ đá nguyên khối và là được làm từ thời nhà Lý do Nguyên Phi Ỷ Lan là người đã phát tâm. Và thứ hai là có những cái nét đặc biệt, đấy là trên đầu có chữ vương đại diện cho những cái sự quyền quý của chế độ phong kiến lúc bây giờ. Và thứ hai là thể hiện cho cái mong muốn nhân dân và nước chúng ta và thần lý được phồn vinh thịnh vượng. Đối với cái sư tử đá này thì trước đây gọi là ông Sấm. Thế và ông Sấm này thì có các cái truyền thuyết từ ngày xưa thì nó rất là rõ ràng. Mưa xuống hoặc là khi cầu mưa thì nó có những cái ý nghĩa. Tượng sư tử đá được tạo tác từ đá nguyên khối, tạc hình con sư tử đội tòa sen tạo thành bệ đá lớn. Quan sát bằng mắt thường cũng có thể thấy các khối nổi trên bề mặt tượng hầu như không có góc cạnh gồ ghề, tất cả đều nhẵn, êm và trau chuốt, không có chỗ ngắt nhịp đột ngột. Đây là đặc trưng riêng của nghệ thuật điêu khắc thời nhà Lý, và thông qua tượng sư tử đá của chùa Hương Lãng, những tinh hoa của nghệ thuật điêu khắc thời Lý đều được thể hiện rõ nét. Thế mà đối với bảo vật mà tượng sư tử đá thì đối với cái hoa văn thì đều được đục bằng tay ở thời kỳ nhà Lý. Thế và đối với các cái hoa văn liên quan đến các cái cúc rồi hoa dây rồi là các cái hoa văn rất là tinh tế, sắc sảo và rất là đẹp. Và bây giờ thì chúng tôi thấy là nhìn thấy có thể chúng ta bây giờ công nghệ cao nhưng cũng chưa chắc đã làm được cái việc đó. Từ khối đá thô cứng qua bàn tay tinh xảo của những nghệ nhân thời Lý, tượng ông Sấm hiện lên sắc nét, có hồn từng chi tiết nhỏ, từ đôi mắt, khuôn miệng, hai chiếc răng nanh, đôi chân phủ phục hay chiếc đuôi nhỏ phía sau cuộn tròn.
những chi tiết khiến người xem có cảm giác như vừa hư, vừa thực. Cái hư vô của sự tâm linh hòa trộn giữa cái thực của nghệ thuật điêu khắc đỉnh cao. Tất cả tạo nên một khối tượng ông Sấm sống động, uy nghiêm. Đặc biệt hơn nữa, với những triết lý Phật giáo sâu sắc về hướng thiện, hướng Phật của thời nhà Lý, tượng sư tử đá chùa Hương Lãng chính là một bảo vật quốc gia tượng trưng cho một thời kỳ phát triển hưng thịnh của nhà Lý. Thưa quý vị khán giả, bảo vật quốc gia dù được lưu giữ tại các bảo tàng, các điểm di tích hay các cơ quan lưu trữ khác nhau thì đều là những hiện vật đã được các nhà khoa học nghiên cứu và được nhà nước công nhận, khẳng định. Chúng tôi hy vọng, thông qua chuyên mục này hàng tuần, những giá trị đáng quý của bảo vật quốc gia sẽ được quảng bá rộng hơn, giúp quý vị khán giả hiểu rõ hơn và đến gần gũi hơn tới những hiện vật đặc sắc của đất nước. Chuyển sang chuyên mục cuối cùng của chương trình, mời quý vị hãy cùng biên tập viên Nhật Thảo và kiến trúc sư Trần Huy Ánh tới một công trình độc đáo trong lòng Hà Nội, điểm đến đó chính là ống khói nhà máy gạch Đại La. Nằm trong khuôn viên khách sạn Pullman Hà Nội, chiếc ống khói đặc biệt này có lẽ vừa quen vừa lạ. Quen nếu như ai đó từng đọc về Hà Nội, từng chứng kiến những sự đổi thay của Hà Nội. Nhưng lại lạ với những ai tình cờ bước qua công trình này mà chưa kịp thắc mắc tại sao nó lại nằm ở đây. Thưa quý vị và các bạn, tôi đang đứng dưới chân công trình ống khói nhà máy gạch Đại La, một công trình có tuổi đời lên tới hơn 100 năm. Và với nhiều người dân thủ đô thì công trình này còn là một chứng nhân lịch sử, phải không thưa kiến trúc sư Trần Huy Anh? Chúng ta biết rằng là nhà máy gạch Đại La với cái cột ống khói còn lại phía sau lưng chúng ta thì đã đi vào cái ký ức của người Hà Nội. Bởi vì có nhiều thế hệ người Hà Nội qua đây và chúng ta mỗi một lần nhớ đến cái hình ảnh này ấy, thì là nhớ đến một cái Hà Nội đã biến đổi từ một cái thành phố nông thôn, từ một cái đô thị nông thôn trở thành một cái thành phố mà được xây dựng theo cách của người châu Âu. Và chính cái nhà máy gạch này cũng là một cái biểu tượng của một cái nền công nghiệp tân tiến du nhập vào một cái xã hội nông nghiệp như truyền thống của Hà Nội chúng ta. Do vậy là cái cột ống khói đấy nó không chỉ là một vật kiến trúc mà người ta hình dung ra được cả một cái thế hệ chuyển đổi từ sản xuất nông nghiệp sang công nghiệp, từ một cái kinh thành nông nghiệp thành một cái đô thị theo kiểu phương Tây và hướng đến công nghiệp và thương mại dịch vụ. Trong những bức ảnh tư liệu còn sót lại, chúng ta cũng dễ dàng nhận thấy nhà máy gạch Đại La thời ấy có quy mô không hề nhỏ. Và chính vì lẽ đó, nhiều người vẫn thường gọi chiếc ống khói này là chiếc cột chống trời, một biểu tượng cao nhất của thời bao cấp còn sót lại tới ngày nay. Hà Nội ngày hôm nay đã thay đổi rất là nhiều. Việc lưu giữ những cái công trình kiến trúc như thế này có ý nghĩa như thế nào, thưa kiến trúc sư Trần Huy Anh? Chúng ta thấy rằng là thành phố nó có một sức sống như một cái vòng đời của cả một cái đô thị. Nó có thể là nó xuất hiện chỉ 5 năm, 10 năm và có thể là hàng ngàn năm. Cái gì sẽ minh chứng cho cái bề dày lịch sử của nó nếu như không phải là những cái di tích lịch sử, cái công trình kiến trúc mà đã tồn tại qua các cái giai đoạn khác nhau. Thì chúng ta thấy rằng là nếu Hà Nội mà biết khai thác cái vốn lịch sử của mình thì đó cũng là một cái cách thông minh để mà tạo nên cái giá trị mới trong một cái khung cảnh hay là một cái không gian vật chất cũ kỹ. Do vậy là cái ký ức lịch sử nó không chỉ là một cái cảm xúc mà chúng ta phải thấy nó là một tài nguyên. Một tài nguyên mà được trân trọng, mà được khai thác tốt thì nó thể hiện cái cách quản trị thành phố đó, cái phát triển thành phố đó thông minh và sáng tạo, chứ không phải là sáng tạo là tàn phá những cái cũ đi mà để chỉ làm những cái mới. Sau hơn 100 năm, không ít viên gạch đã được thay thế và cũng không ít viên gạch đã bị mài mòn dưới tác động của thiên nhiên. Thế nhưng chiếc cột chống trời đặc biệt này vẫn tồn tại như minh chứng những giá trị của lịch sử vẫn luôn được trân trọng và không ngừng tìm kiếm. Hy vọng câu chuyện về chiếc ống khói nhà máy gạch Đại La của chúng tôi sẽ giúp quý vị có những giây phút lắng đọng để tìm về một Hà Nội xưa, một Hà Nội vẫn luôn là niềm trăn trở của những người yêu mến Hà Nội. Cảm ơn sự đồng hành của quý vị khán giả. Xin chào và hẹn gặp lại vào 21 giờ Chủ nhật tuần sau trên truyền hình Quốc hội Việt Nam.